sau tầm gọi là tầm 3 tháng đến 6 tháng thôi, lúc đấy là chơi rất là nhiều, lúc đấy là trông mệt luôn đấy mọi người ạ. Trông mệt là nghịch lắm. Hiện tại bây giờ rất là ngoan, trộm vía luôn, trộm vía là chỉ có ăn ngủ thôi nên là mình rất là nhàn. Người đàn ông tuyệt vời của tôi đấy mọi người ạ. Phải thế thì Phạm Thư đỡ đủ thân mọi người. Đấy, mọi người cứ hay hỏi mình là tại sao mà Kiên hay đi đâu mà không quay video này nữa. Đây là lý do mà lý do là bạn đây bận đây lý do đây đấy. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất. Hello anh em nhá, anh em có thể nhìn thấy Kiên đang đứng tại ngôi nhà thân yêu của Kiên mọi người ạ. Đó, sau bao nhiêu thời gian gia đình nhà Kiên đã đòi lại được nhà rồi mọi người nhá, và vợ chồng mình mới dọn về đây ngày hôm kia mọi người ạ, để cho em bé ở cũng như là vợ chồng mình ở nữa mọi người nhá. Đó thì nói chung là người tốt và người sống có kiểu giống như nào nhỉ, nói như nào nhỉ, là người sống lương thiện, người sống lương thiện thì sẽ được ông trời thương, thì sẽ được ông trời thương mọi người ạ. Còn là những kẻ mà sống ác, sống lợi dụng, mà sống lừa đảo ấy thì cuối cùng cũng chả có cái gì cả. Đúng đó rồi. Còn là mình đã đòi lại được nhà và mình với cả em bé với cả Thư đã về đây ở rồi nha mọi người nhá. Đó, và em bé thì đang ngủ mọi người ạ, em bé thì đang ngủ nha mọi người, chưa dậy. Nếu mà dậy thì mình quay cho mọi người xem được, chứ còn chưa dậy thì cho mọi người chỉ nhìn thôi, chứ còn em bé cũng chưa biết gì đâu. Bây giờ rất là vui. Đây mọi người nhá, em bé của chúng mình đây. Đây, em bé đang ngủ. Quay này, đây mọi người ạ. Đó, em bé đây mọi người nhá, đang ngủ vươn hai tay lên trên trời luôn. Mọi người thấy không? Đấy, ngủ phải một cái điệu gọi là rất chi là thoải mái này. Đấy, cháu có nét ngủ giống nét ngủ thì y xì mẹ nó mọi người ạ. Y xì bà bô này. Đấy, bà bô ngủ thì cũng chuyên ra cái điệu là ngủ vắt tay lên trên trời xong là ngủ như này. Mình thì mình cũng không ngủ như này bao giờ, mỗi bà bô ngủ hay như thế. Đấy, ngủ này thoải mái mà dễ chịu đúng không mọi người? Thư toàn ngủ như này vậy, ngủ như này thì nhìn dễ chịu mọi người ạ. Đấy, nhìn đâu, thấy không? Đây là bé sữa nha mọi người nha, bé sữa vẫn đang ngủ rất là ngon mọi người ạ, rất chi là ngon luôn. Đấy, còn là thỉnh thoảng thì em bé đói em bé dậy thôi mọi người ạ, chứ không phải là lúc nào em bé cũng dậy, tại vì trẻ con mà vẫn còn còn như này là trẻ con thì thường sẽ ngủ nhiều hơn. Đúng rồi, ngủ chỉ nhiều ăn cũng ngủ thôi mọi người ạ, chứ còn chơi thì chơi rất là ít. Sau tầm gọi là tầm 3 tháng đến 6 tháng thôi, lúc đấy là chơi rất là nhiều, lúc đấy là trông mệt luôn đấy mọi người ạ. Trông mệt là nghịch lắm. Hiện tại bây giờ rất là ngoan, trộm vía luôn, trộm vía là chỉ có ăn ngủ thôi nên là mình rất là nhàn. May là trong thời gian mà mình không có nhà về ở ấy, nhưng mà em bé nhà mình rất là hợp tác. Đúng rồi. Ngoan lắm, trộm vía lắm, nên là nhận gia đình mình không vất vả. Không vất vả nhiều rồi ạ. Mấy nữa mà em bé lớn ấy thì không biết là có quấy không, nhưng mà mình hy vọng là em bé vẫn ngoan và không quấy. Nếu mà quấy thì sẽ kiệt hơn, sẽ khổ hơn, mình phải dỗ dành, mình phải lo nhiều thứ hơn. Bây giờ em bé ngoan thì chỉ có ngủ thôi, ngủ thì mình cũng dễ hơn, mình có thể mình làm được công việc lọ, công việc kia, đúng không? Đó, còn mọi người bảo mình là đấy, nhiều khi là cũng muốn là quay video để mà xuất hiện lên kênh của mình ấy, thì thật ra là mình kiểu như là mới có em bé ấy, nên là mình tập trung vào chăm bé sữa một thời gian, và khi nào mà em bé kiểu như nào nhỉ, em bé lớn và em bé kiểu như là biết lẫy rồi ấy, biết lẫy hay là biết bò rồi ấy, thì mình sẽ đi quay lên trên kênh của mình nhiều hơn. Thì mọi người cũng phải thông cảm, bởi vì này em bé đang còn nói như này, mình không muốn cho Phạm Thư trông em bé một mình ấy, nên là mình phải hỗ trợ ở cùng, cũng như là chăm em bé cùng Phạm Thư mọi người nhá. Đó, người đàn ông tuyệt vời của tôi đấy mọi người ạ. Phải thế thì Phạm Thư đỡ đủ thân mọi người.
đấy, mọi người cứ hay hỏi mình là tại sao mà Kiên hay hay đi đâu mà không quay video này nữa. Đây là lý do mà lý do là bạn đây bận đây lý do đây đấy. Và lý do anh cho là em luôn luôn tuyệt vời nhất, lý do đây này, đây này, lý do đây này. Ngủ kiểu gì đây? Ngủ kiểu gì đây? Ngủ kiểu rất là thoải mái. Bà ngủ được gì đây bà? Bà ơi. Đấy, ngủ này, đấy. Chân này, đấy. Sảng háng ra đây. Đấy. Bỉm thì dài đến tận cái gót chân rồi này bà. Xong bà làm thấy ngẫy này ngẫy nha. Đấy. Lo sữa. Với lại thì khóc mình bế một tí xong là Phạm Thư cho uống sữa một cái nè. Mắt lê tư phê díu lại hay là ngủ luôn. Trẻ con rất buồn cười nhá, chỉ cần cho uống sữa cái mắt nó díu lại luôn, kiểu như chất chất sữa nó có cái kiểu như là chất chất gọi chất phê, chất làm phê, kiểu lê tê phê. Mẹ nhìn mình vừa bé cái mà Phạm Thư cho uống sữa cái phê phê phê, phê ngủ luôn. Trẻ con nó thế mà, trẻ con là uống sữa của mẹ một cái là nó lê chứ phê luôn. Đấy, không biết là hồi xưa mình có thế không mà cái con mình đang chăm con của mình là mình biết là trẻ con là uống sữa vào nó lê chứ phê. Đấy thì là đây mọi người ạ, nhà mình thì mình đã lấy lại rồi toàn bộ cái căn nhà, không có gì thay đổi. Đấy, vẫn như cũ ngày xưa, không có gì thay đổi cả. Và đây, đây là lý do mà tôi ít quay video đấy. Một người bố chăm con phải giặt quần áo này, đấy, các thứ cho con này, chăn ga gối đệm rồi này, nấu cơm nước các thứ đấy. Nói chung là nhiều việc. Khi mà các bạn mà có con rồi thì các bạn mới biết là công việc nó mới nhiều như nào. Mọi người ạ, à, khóc hơi tí nó khóc, hơi tí là sữa, hơi tí là bỉm, hơi tí là giặt quần áo, nhiều lắm. Chứ tại vì mẹ thì không, Phạm Thư thì là ở cữ, Phạm Thư thì phải ở cữ, không ra ngoài được. Mà nếu mà cô chú anh chị nào mà kiểu như là hiểu được bà bầu ấy thì là mọi người biết là thường thường là khi mà đẻ xong ấy là phải ở cữ 1-2 tháng. Ở cữ tức là sao, mình giải thích cho các bạn hiểu này, các bạn nhỏ này, các bạn nhỏ xem video này. Ở cữ tức là khi mà bà bầu mới sinh ấy, tức là mới đẻ em bé ấy, là phải ở cữ 1-2 tháng ở trong nhà, không được đi ra ngoài. Mình cũng không biết là ở cữ để làm gì nhau, nhưng mà tất cả mọi người đều phải ở cữ. Đấy, ở cữ mọi người hiểu rằng là ở trong nhà không đi ra ngoài 2-3 tháng liền. Em là thế đấy mọi người ạ. Mình cũng chả hiểu là ở cữ để làm gì nữa. Nhưng mà mình chỉ biết là ở cữ thôi. Ở cữ là ở trong nhà thôi. Còn là mình không biết ở cữ là cái chuyện kiểu là cái tâm linh ở đằng sau nó là cái gì ấy. Cũng không rõ. Đó. Mấy tháng mà không về mọi người, thay nhà thay đổi thật, cây cối mọc rất là nhiều luôn. Được cái là về nhà thoáng mát mọi người ạ. Về nhà thoáng mát, hít thở không khí rất là dễ chịu. Đấy. Thoải mái mọi người. Nói chung là con bíp thì nó sống không ra gì. Anh em tôi đối xử tốt với nó, cũng như là coi nó là người bạn, người anh, người em. Thì tôi với cả Bíp, với cả tất cả anh em ở đây cũng chỉ là anh em làm cùng nhau thôi. Cũng chỉ là bạn gọi là làm cùng thôi, nhưng mà nó đối xử không tốt với mình ấy. Thì bây giờ mình cũng không coi nó là bạn nữa, chứ không phải là anh em mình, là anh em ruột thịt hay gì cả. Vợ còn chẳng bao giờ vợ nghĩ được là nó lại đối xử với chúng mình như thế cơ. Trong khi đó là mình tốt với nó như vậy chứ. Bây giờ con người nó tí tiền vào một cái nó thay đổi mà. Cuộc sống bây giờ lòng dạ thay đổi, con người thay đổi đều là do tiền hết. Tất cả đều là vì tiền. Đồng tiền nó làm thay đổi tất cả mọi thứ, kể cả là con người cũng như lòng người. Ở đây là không có cái gì mà ngạc nhiên cả. Nếu như mà mình không phát hiện ra sớm biết là con người như thế thì sau này mình mới phát hiện ra thì mình mới giật mình. Thôi, phát hiện trước nó hơi bất ngờ một tí, nhưng mà mình còn đề phòng được là Bíp là con người giả tạo, với cả là con người khốn nạn như vậy. Nếu như mà để cho Bíp nó vẫn còn giả tạo, nó ở với mình nó còn kinh khủng khiếp hơn, nó lừa gia đình mình còn khủng khiếp hơn. Nên là thôi, trước sau gì mình cũng bị lừa rồi, thì mình nhận ra trước nó là người xấu thì mình
mình tìm bạn mới, hoặc là mình có thể là nói như nào nhỉ, mình đề phòng được, đúng không? Chứ còn nếu như mà mình phát hiện ra muộn thì người ta lừa hết nhà mình, người ta thậm chí là người ta còn lừa nhiều thứ hơn nhà, những cái điều mà không thể nào mà nói ra được ấy, không thể nào mà biết được là nó lừa cái gì, nhưng mà nó lừa kinh khủng chứ. Nói chung là Bíp bây giờ, con Bíp với cả mình bây giờ thì không chơi với nhau, không chơi với nhau luôn mọi người nhá. Và mọi chuyện thì tạm thời là bây giờ thì mình chưa thèm nói gì với nó cả, mình vẫn chưa tìm thèm gọi là gì nhỉ, chưa thèm gọi là tính sổ với nó, chưa xử lý nó, để cho anh em trong team mình nói chuyện với nó mà giải quyết đấy. Còn tất cả mọi chuyện mà nó gây ra cho gia đình nhà mình thì nó phải có một lời xin lỗi, nó phải xin lỗi rõ ràng. Còn nếu như mà cái lòng của nó tự cao, hay là con người nó tự cao ấy, nó không thích xin lỗi người khác ấy, thì mình sẽ xử lý theo cái kiểu khác. Nó thích chơi theo kiểu gì cũng được, như thế mọi người nhá. Ok, này héo hết rồi. Ừ, héo hết sạch luôn. Cây này do là nắng hay là do là gì đấy? Do không tưới. Không tưới à? Không khéo thì vẫn còn vô, còn gốc nó vẫn sống lại. Nói chung là mình cũng chả có gì để chia sẻ cả, mình cũng chỉ muốn là quay cho mọi người biết là mình đang về nhà mới và mình đang chăm em bé nha mọi người nha. Đó. Thì mọi người xem video mà thấy hay thì hay và ý nghĩa thì mọi người đừng quên là gì nhỉ? Đăng ký kênh cũng như là comment thật nhiều vào mọi người nhá. Đăng ký kênh nữa, nói comment thật nhiều giúp mình nhá, để kênh của mình đạt được nhiều người đăng ký hơn, sớm đạt được lớp vàng mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye mọi người nha. Bye bye.